Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. 4 nghi phạm tấn công khủng bố ở Moscow bị cách ly nghiêm ngặt. Sau 5 ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ở nhà hát tại Moscow, 4 nghi phạm đã được chuyển tới trung tâm giam giữ trước khi xét xử Lefortovo và đều bị cách ly nghiêm ngặt. Các nghi phạm bị giam một mình trong phòng giam đôi và bị cách ly 10 ngày. Sau đó sẽ được chỉ định bạn tù ở cùng. Mohammad Sobi Frizov, một trong 4 nghi phạm, đang được đơn vị y tế của trại giam giám sát liên tục. Trước đó khi xuất hiện tại tòa, Frizov phải nằm trên cáng và cần sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Mỗi nghi phạm đều được chỉ định một luật sư riêng thuộc Hiệp hội Luật sư Moscow nhằm đảm bảo quyền lợi của họ được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Nhà chức trách Nga cho biết, Dalezhon Barotovich Mizoev, 32 tuổi, Sadakrami Murodali Rajapalizoda, 30 tuổi, Samsidin Faribuni, 25 tuổi và Mohammad Sobi Frezov, 19 tuổi là 4 nghi phạm tấn công khủng bố trung tâm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow. Cả 4 tên đều là người Tajikistan. Các đối tượng sẽ bị tạm giam ít nhất là đến ngày 22 tháng 5 trước khi được đưa ra xét xử. Cơ quan y tế Nga cũng cho biết số người bị thương trong vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall, Moscow hiện đã tăng lên 360 người, trong đó có 11 trẻ em. Số người thiệt mạng tăng lên 140 người, có tới 92 trường hợp bị thương đang phải nhập viện, 63 người đã được xuất viện và 205 người đang được điều trị ngoại trú. 95 người vẫn được cho là mất tích. Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết đã có hơn 7.700 người tình nguyện hiến máu cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố trên. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova thông báo có đủ thuốc và máu cho người bị thương trong vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall. Bà cũng cho biết tổng cộng trên 24.000 người đã đến các điểm truyền máu. Vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall vào tối ngày 22 tháng 3 vừa qua. Phòng hòa nhạc Crocus bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố. Tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Trên kênh Telegram của mình vào ngày 27 tháng 3, thị trưởng thủ đô Moscow, Nga, ông Sergei Sobyanin đã bày tỏ cảm ơn tất cả những người đã giúp khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở Krasnogorsk thuộc ngoại ô Moscow. Ông Sobyanin viết, gần 400 lính cứu hỏa và cứu hộ, hơn 140 thiết bị cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy tại Crocus City Hall, 44 đội cứu thương và 3 trực thăng y tế đã được điều động đến hiện trường thảm kịch. Theo thị trưởng Sobyanin, các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể để cứu sống và nhanh chóng chữa lành cho các nạn nhân. Theo quan chức này, hơn 100 nhân viên dịch vụ cứu thương Moscow và trung tâm y tế thảm họa, hơn 700 bác sĩ và y tá tăng ca, làm việc trong bệnh viện hoặc tham gia cứu hộ các nạn nhân. Tổng cộng 94 người được đưa tới các bệnh viện ở thủ đô Moscow, hiện 34 người đã được xuất viện và còn 60 người đang được điều trị. Số bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy kịch đã giảm gần 3 lần. Trong khi đó, có hơn 7.700 người đã hiến máu cho các nạn nhân. Theo ông Sobyanin, 110 nhân viên xã hội và hơn 150 nhà tâm lý học thường xuyên liên lạc với gia đình những người thiệt mạng và bị thương, kể cả những người đến từ các vùng khác của đất nước. Ông Sobyanin nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh của thủ đô đã cung cấp sự hỗ trợ to lớn, quyên góp, cung cấp các nguồn lực vật chất, vận chuyển và thậm chí xóa các khoản nợ cho các nạn nhân. Hơn 215 triệu rúp đã được các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ ở Moscow gửi đến để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân. Hơn 20 triệu rúp đã được người dân Moscow quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình thông qua các hoạt động từ thiện của thành phố. Thị trưởng Sobyanin lưu ý rằng, việc khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ tấn công khủng bố sẽ mất một thời gian. Thị trưởng Sobyanin khẳng định, việc giúp đỡ các nạn nhân sẽ là mối quan tâm thường xuyên của chúng tôi. Vì sao Nga không nhờ Interpol điều tra vụ tấn công khủng bố? Ngày 26 tháng 3, sau cuộc gặp với người đồng cấp Namibia, Pia Muselega, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc tới việc Interpol đề xuất hỗ trợ Nga điều tra trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall. Bên cạnh đó, ông đặt câu hỏi tại sao Interpol không đề nghị hỗ trợ trong các vụ việc khác như vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho hay, cá nhân ông không thể nhớ được bất kỳ ý tưởng nào của Interpol trong các vụ việc trước đây, vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ phá hoại Nord Stream. Ngoại trưởng Nga lưu ý, chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall,
phương Tây ra tuyên bố rằng không phải do Ukraine mà là nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cùng lúc đó, lãnh đạo Interpol bất ngờ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của việc nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương Tây rằng IS đã làm điều đó và Ukraine không liên quan gì. Vụ tấn công khủng bố tại Rokos City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga, ngày 22 tháng 3 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này. Về các vấn đề khác, ông Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Musilega về cuộc xung đột Palestine-Israel cũng như về vấn đề Sherman. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về cải cách trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Lavrov lưu ý, Nga nhắc lại quan điểm rằng lợi ích của châu Phi cần được xem xét trong quá trình này. Tổng thống Belarus tiết lộ những kẻ khủng bố ở Moscow đã cố gắng chạy trốn sang Belarus. Theo tờ The Moscow Times, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm vào sáng sớm 23 tháng 3 ở khu vực Bryansk, gần biên giới của Nga với cả Ukraine và Belarus, dẫn theo báo tin tức. Các quan chức Nga, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin, đều nói rằng các nghi phạm bị bắt khi đang lái xe về phía Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cho biết các nghi phạm ban đầu đã tìm cách vào Belarus, nhưng đã đổi ý vì Belarus đã áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường. Hãng thông tấn nhà nước Benta dẫn lời ông Lukashenko, đó là lý do tại sao chúng quay lại và đi về phía biên giới Ukraine-Nga. Khi kể lại cuộc điện đàm với Tổng thống Putin trong thời gian Nga truy lùng thủ phạm tấn công, ông Lukashenko khẳng định nhà lãnh đạo Nga đã nhờ ông chặn đường của các nghi phạm vào Belarus. Ông kể, ông Putin hỏi tôi rằng có thể giúp đóng biên giới Nga-Belarus được không? Tôi trả lời là tôi sẽ đóng biên giới và chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Cuộc điện đàm có nội dung như vậy. Theo Tổng thống Lukashenko, ông đã tiết lộ chi tiết cuộc nói chuyện với ông Putin để đáp lại những lời chỉ trích rằng nhà lãnh đạo Nga sau tới 19 tiếng mới phát biểu trước công chúng về vụ tấn công Rokos City Hall. Ông nói, Tổng thống Putin và tôi đã thức suốt 24 giờ, những người chỉ trích không biết về điều đó. Ngày 26 tháng 3, các quan chức an ninh Nga tuyên bố rằng Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công ở Moscow khiến 130 người chết. Giám đốc cơ quan an ninh Nga FSB, ông Alexander Bonikov, cho biết thông tin chính từ những người bị tạm giữ xác nhận có dấu vết liên quan Ukraine trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Rokos City Hall. Ông Bonikov nói với nhà báo Pavel Zabrudin của tập đoàn truyền thông VGTRK, tôi có thể nói chắc chắn rằng có cơ sở chính trị, chỉ những người Hồi giáo thì không thể chuẩn bị một hành động như vậy. Tất nhiên, họ đã được giúp đỡ và chúng tôi thấy dấu vết Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói điều này. Ông Bonikov nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin để biết liệu thực sự phía Ukraine có hiện diện hay tham gia vụ này hay không. Cho đến nay, có mọi lý do để nói như vậy, vì chính những tên này muốn chạy ra nước ngoài tới lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, có người đã chờ họ ở đó. Trong khi đó, thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, cũng cho rằng chính quyền Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố trên khi trả lời câu hỏi của báo giới về sự dính líu của Ukraine hoặc IS trong vụ tấn công. Phía Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này của phía Nga. Tờ Pravda Ukraine ngày 23 tháng 3 dẫn lời Mykhailo Pololiak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố trên Telegram, hãy nói thẳng điều này, Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Ông Podolyak cũng lưu ý, Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố. Ông nhắc lại rằng trước vụ tấn công khủng bố ở tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moscow đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Về phần mình, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng họ không thấy bằng chứng nào cho thấy
Ukraine có liên quan đến vụ tấn công trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.